Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Sáu ngày 8 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin cuộc đụng độ của tư tưởng Tập Cảnh Bình với các giá trị phương Tây. Trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán vừa qua, Bắc Kinh đã tranh thủ xuất khẩu mô hình kiểm soát dịch bệnh của họ trong nỗ lực trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu chống viêm phổi Vũ Hán. Vào ngày 16 tháng 4 năm 2020, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình gọi ít nhất 36 cuộc điện thoại cho các lãnh đạo các nước trên thế giới để truyền tải một thông điệp rằng nếu có một người chỉ huy toàn cầu về đại dịch thì đó chính là Chủ tịch Trung Quốc. Cùng với đó, Bắc Kinh còn huy động một lực lượng hùng mạnh các nhà ngoại giao tại các cơ quan đại diện Trung Quốc ở nước ngoài truyền tải các thông điệp dân tộc chủ nghĩa, có lúc mang tính đe dọa, công kích các nước sở tại. Và thành quả của chính sách ngoại giao thời viêm phổi Vũ Hán của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình là kể từ thời Mao Trạch Đông rồi Đặng Tiểu Bình đến nay, chưa bao giờ giữa Trung Quốc và phương Tây lại có khoảng cách xa vời vợi đến thế. Khi tâm dịch viêm phổi Vũ Hán chuyển hướng từ Trung Quốc sang phương Tây đã khiến Mỹ trở thành quốc gia có nhiều người chết vì virus corona chủng mới nhiều nhất trên thế giới. Còn châu Âu chiếm 2/3 số trường hợp tử vong. Trung Quốc coi đây là cơ hội bằng vàng. Đây là hình ảnh ông Vương Hỗ Ninh, người được coi là kiến trúc sư của tư tưởng Tập Cảnh Bình trong buổi ra mắt thường vụ Bộ Chính trị vào khóa 19. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cảnh Bình và các thủ túc như quốc sư Vương Quốc Ninh tin rằng không nên bỏ qua dịp may lịch sử. Một nhà ngoại giao châu Âu ở Bắc Kinh nhận định rằng Trung Quốc lợi dụng khủng hoảng để triển khai một chiến dịch tuyên truyền vô cùng hung hăng. Trong nước, mỗi ngày chương trình thời sự của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV1 luôn dành thời lượng cho hình ảnh những kiện hàng in dòng chữ viện trợ Trung Quốc cho một tương lai cùng chia sẻ được đưa đến nhiều nước trên thế giới, khiến khán giả rất tự hào. Trên đài truyền hình CCTV2 thì có hẳn một chương trình mang tên Cuộc chiến toàn cầu chống dịch bệnh, trong đó phần lớn nói về viện trợ y tế của Trung Quốc cho các nước trên thế giới. Tại Bắc Kinh, truyền thông Trung Quốc ngày ngày ra giả cáo buộc các nước phương Tây chềnh màng trong việc áp dụng các biện pháp chống lây nhiễm. Cao ủy châu Âu về đối ngoại và an ninh Joseph Borrell cảnh báo là có những âm mưu nhằm hạ thấp uy tín của châu Âu. Và một trong số trường hợp người dân châu Âu bị kỳ thị như thể tất cả đều mang theo virus vậy. Khu vực, khu phố sang trọng, Triều Dương, nơi có nhiều khu đại sứ quán các nước phương Tây hồi giữa tháng 4 vừa qua đã bị xếp là khu vực nguy cơ cao nhất Trung Quốc. Khu vực được nhận diện vùng nguy cơ cao duy nhất trong số 2.857 quận, huyện trên cả nước trong vòng 3 ngày cho đến ngày 18 tháng 4. Theo ứng dụng theo dõi tình hình dịch viêm phổi Vũ Hán của chính phủ Trung Quốc thông báo như vậy. Và hầu hết quận, huyện trên cả nước đã vào diện nguy cơ thấp, bao gồm cả tâm dịch ban đầu là Vũ Hán. Một số nơi có nguy cơ trung bình là các thành phố giáp với Nga thuộc tỉnh Hắc Long Giang và quận Bạch Vân, thành phố Quảng Châu, nơi có sân bay quốc tế. Bắc Kinh cũng đòi hỏi hàng ngày phải báo cáo thân nhiệt của từng nhân viên trong quận Triều Dương, nhưng nhiều sứ quán như Mỹ và châu Âu từ chối việc thực hiện việc này và viện dẫn bằng luật lao động. Không dừng lại ở đó, trong những ngày qua, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã có những tuyên bố công kích nhiều nước trên thế giới. Đây là hình ảnh đại sứ Trung Quốc tại Úc, Chang Yiyu. Sau khi Úc tuyên bố muốn điều tra nguồn gốc của virus, truyền thông Trung Quốc gọi Úc là miếng kẹo cao su dính dưới đế giày Trung Quốc và nói Úc đang mạo hiểm quan hệ thương mại với Trung Quốc, điểm đến của 1/3 hàng xuất khẩu từ Úc. Các nhà ngoại giao Trung Quốc là một lực lượng không thể thiếu trong chiến dịch chống ngoại thời COVID-19 của Trung Quốc. Franz Scott Coleman, cố vấn cao cấp về châu Á cho Viện Montagnier của Pháp, nói với báo New York Times rằng giờ đây có hẳn một lứa nhà ngoại giao Trung Quốc đang thi hành và thi nhau tỏ ra quyết liệt, thậm chí xúc phạm đối với đất nước mà họ được cử sang làm việc. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên vào hồi tháng 3 đã nêu ra cáo buộc nói virus này đến từ Mỹ thay vì Trung Quốc và đã phát động một công cuộc tẩy trắng trợn sự thật, viết lại lịch sử cho virus corona chủng mới. Xuân Xích, học giả về Trung Quốc và là giám đốc Trung tâm Trung Quốc thế kỷ 21 tại Đại học California San Diego đã nhận định như sau. Nếu người phát ngôn của Trung Quốc đã nêu ra thuyết âm mưu như vậy, tín hiệu gửi tới các nhà ngoại giao Trung Quốc khắp nơi trên thế giới là họ được phép công kích như những chiếc loa phóng thanh. Nhưng về lâu dài, giọng điệu của Trung Quốc đang gieo rắc sự nghi ngờ và gây tổn hại đến lợi ích của chính nước này. Cũng vì sự leo thang như vậy, nhiều thương lượng đã trở nên rất khó khăn. Các nhà ngoại giao Trung Quốc không từ thủ đoạn sử dụng các liên hệ cá nhân để vận động các chính khách ở nước ngoài nhận xét công khai tích cực về việc kiểm soát virus ở Trung Quốc.
Đây là hình ảnh tên mới của văn phòng Hà Lan tại Đài Bắc. Đồng thời, Trung Quốc đã lấy viện trợ y tế trong bối cảnh đại dịch, gây nên sự khan hiếm thiết bị và dụng cụ y tế để mặc cả, thậm chí là đe dọa các nước. Ở Ba Lan, đại sứ Mỹ tại Warsaw, Kosbacher đã mô tả nỗ lực gây sức ép của Trung Quốc, buộc Tổng thống Duda gọi ông Tập Cận Bình để cảm ơn. Cuộc gọi đó được truyền thông nhà nước Trung Quốc tung hô. Ba Lan sẽ không được viện trợ y tế trừ khi có cuộc gọi điện trên để Trung Quốc có thể dùng cho mục đích tuyên truyền, bà Mo Bắc cho biết như vậy. Trong một diễn biến khác, vào hôm 28 tháng 4, Văn phòng Đầu tư và Thương mại Hà Lan tại Đài Loan đã đổi thành Văn phòng Hà Lan tại Đài Bắc. Trưởng đại diện của văn phòng, ông Wittich, cho biết tên mới đơn giản hơn như phản ánh sự mở rộng hợp tác giữa hai quốc gia trên nhiều lĩnh vực mới. Do vậy, các từ thương mại và đầu tư đã được bỏ đi. Trước quyết định thay đổi tên của đại sứ quán trên thực tế của Hà Lan tại Đài Loan, Trung Quốc đe dọa sẽ tẩy chay hàng hóa và ngừng cung cấp vật tư y tế cho nước này. Việc đe dọa đình chỉ nguồn cung y tế của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Hà Lan đang có hơn 39.000 ca nhiễm và hơn 4.700 ca tử vong do viêm phổi Vũ Hán. Tuy nhiên, việc đe dọa này có vẻ sáo rỗng bởi Hà Lan gần đây đã thu hồi 600.000 khẩu trang y tế không đạt chuẩn nhập khẩu từ Trung Quốc. Chiến lược ngoại giao của Trung Quốc dưới triều đại của Hoàng đế đỏ Tập Cận Bình đã đi ngược lại với đường lối ngoại giao trước đây của Trung Quốc. Đây là hình ảnh ông Đặng Tiểu Bình phát biểu tại Liên Hợp Quốc vào năm 1974. Vào ngày 10 tháng 4 năm 1974, Đặng Tiểu Bình, lúc đó là Phó Thủ tướng Trung Quốc, phát biểu trên diễn đàn Liên Hợp Quốc một bài diễn văn nổi tiếng khẳng định Trung Quốc không phải là siêu cường và sẽ không bao giờ tìm cách trở thành siêu cường. 46 năm sau, dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình, mọi việc đã hoàn toàn thay đổi. Hoàn Cầu Thời báo vào hôm 16 tháng 4 năm 2020, huênh hoang nói rằng thời kỳ Trung Quốc phải phục tùng đã qua rồi. Với vị trí đang lên trên thế giới, phía sau những gì mà các chiến lang thể hiện là tương quan lực lượng đang thay đổi giữa Trung Quốc và phương Tây. Và nhà nghiên cứu độc lập Trần Đạo Ngân đã nhận định tiếp như sau. Chủ thuyết ngoại giao của Tập Cận Bình buộc phải chiến đấu, bất chấp việc này có ảnh hưởng đến hình ảnh Trung Quốc hay không. Ông Tập muốn lập ra một trật tự thế giới dựa trên các giá trị Trung Hoa. Dù các nhà ngoại giao có tinh thần dân tộc chủ nghĩa hay ôn hòa, họ đều phải tuân phục Tập Cận Bình. Nếu có khác biệt, chỉ là sự phân vai mà thôi. Tuy vậy, sự hiếu chiến này không được thống nhất ủng hộ trong nội bộ của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là hình ảnh các thành viên trong phong trào Nghĩa Hòa Đoàn. Một số nhà ngoại giao kinh nghiệm như Thôi Thiên Khải, đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ đã giữ một khoảng cách nhất định với thói ngoại giao chiến lang, cho rằng việc phát ngôn viên Triệu Lập Kiên nói rằng có virus do quân đội Mỹ mang vào Hoa Lục là có hại và không giúp được cho ai cả. Thi Trầm, Giám đốc Trung tâm Chính trị Thế giới thuộc Trường Đại học Ngoại giao Bắc Kinh cảnh báo trong một cuộc hội thảo hồi tháng 4 vừa qua như sau. Ngoại giao chiến lang không thể kéo dài và có nguy cơ khiến Trung Quốc bị cô lập. Theo ông, phương Tây có thể đưa ra những kỹ nghệ thiết yếu cho an ninh quốc gia trở về nước, thiết lập một hệ thống sản xuất độc lập với Trung Quốc. Trong khi đó, Trung Quốc không thể sánh được về khía cạnh sáng tạo. Trong một bài viết gần đây, Xi, 89 tuổi, chuyên gia kỳ cựu về Mỹ ở Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, cho rằng chủ trương hiện nay của Trung Quốc có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát. Bà nhận thấy sự tương đồng trong các phát ngôn mang chủ nghĩa dân tộc của chính sách chiến lang hiện nay với nỗ lực chống lại ảnh hưởng của phương Tây thời phong trào Nghĩa Hòa Đoàn. Được biết, Nghĩa Hòa Đoàn là phong trào bạo lực tại Trung Quốc từ tháng 11 năm 1899 cho đến tháng 9 năm 1901 do tổ chức Nghĩa Hòa Đoàn dẫn đầu, chống lại sự ảnh hưởng của nước ngoài trong các lĩnh vực thương mại, chính trị, văn hóa, công nghệ và bài Kitô giáo. Phong trào diễn ra trong bối cảnh thế kỷ thứ 19, đầu thế kỷ thứ 20, Trung Quốc mở cửa cho các thế lực nước ngoài như các nhà ngoại giao, thương nhân và truyền giáo từ châu Âu, Mỹ và Nhật Bản đổ về nước này, mang theo nhiều kỹ nghệ mới nhưng cũng khiến gia tăng căng thẳng trong xã hội. Sau khi nhiều nhà truyền giáo và tín đồ Kitô giáo bị Nghĩa Hòa Đoàn hành quyết, liên quan 8 nước gồm Nhật, Nga, Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Ý, Áo và Hung điều lực lượng đến Trung Quốc đánh bại quân nhà Thanh, buộc Trung Quốc phải bồi thường 450 triệu lạng bạc. Và trên mặt trận đối ngoại, ngoại giao chiến lang cũng đang mang lại thất bại giòn giã cho Trung Quốc. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tiếp đồng nhiệm Iran Mohammad Javad tại Điếu Ngư Đài, Bắc Kinh vào hôm 31 tháng 12 năm 2019. Từ Caribe cho đến Washington, Brussels, Paris,
tất cả đều yêu cầu làm rõ trách nhiệm của Trung Quốc trong việc để cho virus corona lây lan ra toàn thế giới. Một số người còn nghĩ đến khả năng có biện pháp trừng phạt toàn cầu chống lại Bắc Kinh, thậm chí là một cuộc đối đầu quân sự giữa Bắc Kinh với Washington. Thủ tướng Đức Angela Merkel tuy không theo chân Mỹ, Anh đòi Trung Quốc phải trả giá, nhưng vẫn nhấn mạnh rằng Bắc Kinh cần minh bạch về nguồn gốc của virus độc hại này. Châu Âu thường rất thận trọng, đã thắt chặt các điều kiện áp đặt cho các nhà đầu tư Trung Quốc. Ngay cả trên mặt trận ngoại giao, nhân dân, Bắc Kinh cũng đã đánh mất sự thiện cảm vốn ít ỏi của thế giới dành cho nước này. Vào hôm 2 tháng 4 năm 2020, trên tạp chí The Diplomat, 100 giảng viên Đại học Trung Quốc đăng bài diễn đàn kêu gọi nhân dân Mỹ hợp tác với Trung Quốc chống dịch thay vì chỉ trích. Sau đó, 112 nhà nghiên cứu, trí thức và chính sách phương Tây đã đáp lễ bằng một lá thư ngỏ mang tựa đề Sự thống trị bằng sợ hãi của Đảng Cộng sản gây nguy hiểm cho công dân Trung Quốc và thế giới. Theo nhà Trung Quốc học Jean Pierre, Bắc Kinh đã tung ra chiến tranh dư luận nhằm chiến thắng các thế lực thù địch, nhưng do tuyên truyền quá trớn một cách thô bạo nên đã gây phản tác dụng. Ngay cả Iran, đất nước bạn bè và lệ thuộc rất nhiều vào Trung Quốc về thương mại, phát ngôn viên của y tế của nước này cho rằng con số nạn nhân mà Bắc Kinh loan báo là một trò đùa cay đắng. Lại biết thêm, binh pháp Tôn Tử thường có câu tiên hạ thủ vi cường, hậu thủ vi tai ương, có nghĩa là nếu có thể ra tay trước thì sẽ chiếm thế mạnh, nếu ra tay sau đối thủ sẽ gặp tai họa. Ông Francois, chuyên gia châu Á thuộc Viện Montego, Pháp nhận định như sau. Nếu các nhà ngoại giao Trung Quốc tiên hạ thủ vi cường, đấy là vì họ có điều gì đó muốn giấu. Họ muốn tránh trả lời một số vấn đề, nhất là liên quan đến con virus từ Vũ Hán. Cách tự vệ tốt nhất là tấn công. Đòn binh pháp tiên hạ thủ vi cường của Tôn Tử sau hơn 2.500 năm vẫn còn nguyên giá trị trong một số lĩnh vực như quân sự hay kinh doanh. Nhưng khi được Tập Cận Bình áp dụng thì đã không thể phát huy tác dụng để phục vụ một âm mưu che giấu tội ác của chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc và gieo rắc cái chết cho nhiều trăm nghìn người trên khắp thế giới và nhiều triệu người đã viêm nhiễm bệnh viêm phổi Vũ Hán, và con số này tiếp tục còn tăng lên từng ngày. Khoảng cách giữa một Trung Quốc với tư tưởng Tập Cận Bình đang ngày càng nới rộng với thế giới phương Tây, với những giá trị tự do, dân chủ và pháp quyền phổ quát. Chủ nghĩa bành trướng và bá quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, khi họ đơn phương đưa ra tuyên bố thôn tính toàn bộ hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, đó là một minh chứng rõ nhất về sự hung hăng của ông Tập Cận Bình và những kẻ cầm quyền ở Bắc Kinh trong thời gian gần đây. Và chắc chắn họ phải trả giá về những điều đó. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Sáu, ngày 8 tháng 5 năm 2020 với bản tin Cuộc đụng độ của tư tưởng Tập Cận Bình với các giá trị phương Tây. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de